Cảm ơn quý vị. Bây giờ hãy cùng chắp tay với lòng thành tâm và đức tin lớn nhất và kính mời sư phụ khai thị. Cảm ơn quý vị. Chúng ta tu hành nên có thể nghiệm để biết đó là gì. Nếu không có thể nghiệm, rất khó nói về điều đó. Giống như một người đã ăn bánh, còn người kia chỉ đọc quảng cáo bánh. Thế nên cả hai sẽ nói khác nhau. Nhiều đồng tu chúng tôi đã có thể nghiệm năm đời của họ được siêu sinh. Nhiều người có thể nghiệm này, không phải chỉ nghe tôi nói. Để tôi giải thích vì sao tôi muốn đảnh lễ mọi người. Bởi vì mọi người đều là Phật. Chỉ là quý vị có đẳng cấp khác nhau, giai đoạn trưởng thành khác nhau, cho nên chưa hiểu điều đó. Một vị thái tử cho dù nhỏ tuổi thế nào cũng sẽ là hoàng đế tương lai. Chỉ là vị thái tử không biết, bản thân ngài không biết mình vĩ đại hoặc cao quý nhường nào. Khi trưởng thành, thái tử sẽ càng hiểu rõ hơn, chỉ đơn giản vậy thôi, đúng không? Dạ. Nhưng các vị đại thần đều biết rằng thái tử là vị chủ nhân tương lai của họ. Thần dân trong nước đều biết thái tử là vĩ đại nhất. Nhưng thái tử còn bé, không biết mình là ai. Mặc dù ngài là thái tử, vị quốc vương tương lai, ngài có thể trở thành vua ngay khi cần thiết. Nếu vua cha băng hà, thái tử sẽ lập tức trở thành hoàng đế. Bất luận còn trẻ ra sao, phải không? Dạ phải, đúng. Nhưng cho dù thái tử trở thành vua, bản thân vẫn chưa hiểu làm vua là việc trọng đại. Càng trưởng thành, thái tử sẽ càng hiểu, càng học hỏi trách nhiệm của một đấng quân vương, sẽ càng hiểu rằng vua là một người vĩ đại nhất trong quốc gia. Tuy rằng không biết điều này, thái tử vẫn là vua. Mỗi ngày đều có quan lớn hoặc thái sư giáo huấn ngài cách làm vua, cách trị quốc và bình thiên hạ. Sau đó, thái tử sẽ có khả năng làm mọi việc và sẽ trở thành một quốc vương thật sự, sẽ rất có tài năng, biết trị vì quốc gia rất giỏi. Thái sư giảng dạy ngài trở thành hoàng đế, không nhất thiết là hoàng đế, nhưng thái sư có kiến thức và có thể giảng dạy vị đó cách làm vua. Tương tự, tôi không cần phải là Phật. Nhiều người cứ hỏi tôi, tại sao ngài xưng rằng ngài là Phật? Tôi trả lời họ, nếu tôi không phải là Phật cũng không sao, miễn là tôi biết cách trị quốc, cách hướng dẫn quý vị, cách giúp quý vị làm vua là được. Ý tôi chỉ có vậy thôi. Nếu vị thái tử nhỏ tuổi này có tâm phân biệt với thầy, nghĩ rằng làm sao người đó có thể dạy ta, ta sẽ là vua, tại sao người đó phải dạy ta, thì vị đó vĩnh viễn sẽ không trở thành vị vua tốt, hiểu không? Dạ hiểu. Do đó, khi học hỏi từ một vị minh sư, chúng ta có được kinh nghiệm và khả năng của ngài là đủ. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Vị minh sư đó là ai? Bản thân vị minh sư cũng không muốn nói ngài là ai. Rất có thể vị thái sư thông minh hơn nhà vua. Quý vị có biết, nếu không có thái sư, hơn phần nữa các vị vua sẽ không biết cách để trị quốc. Phải vậy không? Gia phái Lưu Bị là một nhân vật trong truyện Tam Quốc Chí. Một hôm, ông nói với hàng trăm quần thần, binh pháp của ta không bằng Khổng Minh, trí huệ của tôi không bằng người nào đó, tài ngoại giao của tôi không bằng người nào đó, sức lực của tôi không bằng Trương Phi, vân vân. Tuy nhiên, tôi biết dùng tài năng của người ta, thế nên tôi có thể làm vua. Ý của ông ta là ông cần rất nhiều nhân tài mới có thể đạt được mục tiêu của ông. Tương tự, nếu vị thái tử nhỏ tuổi này không được thái sư hướng dẫn, sẽ không sao trở thành một vị vua thật sự. Tuy thái sư không phải là vua, nhưng đối với quốc vương rất quan trọng. Thái sư vốn đã là thầy của vua cha. Bây giờ tiếp tục giúp đỡ vị tiểu hoàng đế này trị quốc.
Nhưng theo danh xưng, địa vị của vua là lớn nhất phải không? Dạ, tốt. Vậy quý vị vốn là vĩ đại nhất, không phải tôi. Tôi chỉ là vị thái sư, còn quý vị là vua. Tôi chỉ muốn quý vị hiểu rằng chúng ta đều bình đẳng, hoặc ít nhất giống nhau. Tôi không cảm thấy mình tài giỏi hoặc đặc biệt hơn ai. Mỗi ngày, tôi tự kiểm thảo bản thân xem mình có đủ tốt chưa và xem liệu hôm nay làm việc có đúng đắn không. Mỗi ngày, tôi tự quán xét mình như vậy. Nếu tất cả trách nhiệm đều đã hoàn tất và đã tận lực, vậy tôi có thể ngủ ngon giấc. Có nhiều việc quý vị tài giỏi hơn tôi, nhưng có những việc tôi học biết sớm hơn quý vị. Đó là tu tập bằng cách nào? Làm cách nào để lắng nghe tự tánh bên trong? Làm sao tìm được lực lượng vạn năng bên trong của mình để mang ra sử dụng? Lực lượng đủ cho bản thân mình dùng và cho người khác nữa. Hôm nay tôi kể cho vài đồng tu nghe khi tôi ở Đài Nam ăn nhãn khô với họ. Tôi chỉ ăn 2 hay 3 quả nhưng đã cảm thấy mệt, bởi vì ăn những nhãn khô đó rất mệt. Tôi phải đập vỡ vỏ nhãn xem có bọ trong đó không rồi mới nhai. Sau khi nhai một lúc lâu, tôi chỉ ăn có một chút nhãn khô. Sau khi ăn xong 1 hay 2 trái nhãn khô, tôi nói thôi không ăn nữa, mệt quá, vất vả quá nhiều mà kết quả quá ít, bởi vì nhục thể này rất giới hạn. Quý vị không nên có quá nhiều ảo tưởng. Quý vị theo học với tôi không thể có quá nhiều ảo tưởng. Đó là vì sự giới hạn của phàm thân. Không thân người nào có thể thông thạo mọi việc. Thân người có thể làm một số công việc, không làm những việc khác. Bằng không, chúng ta sẽ quá bận rộn. May là chúng ta không có quá nhiều khả năng đến thế. Đừng nên thất vọng. Càng đơn giản, chúng ta càng được Thượng Đế, Đạo và Phật thương yêu. Tại sao? Bởi vì những người không thông minh, rất khiêm nhường, không ngạo mạn, không nói rằng, ồ, ta là cái rốn của vũ trụ. Quý vị hiểu đó có nghĩa là gì không? Cái rốn nằm ở trung tâm thân thể. Cái rốn của vũ trụ có nghĩa là người quan trọng nhất, trung tâm điểm. Mọi người nên chú ý đến mình. Người đơn giản dễ đắc đạo hơn. Càng có nhiều kiến thức, họ càng có nhiều vấn đề. Hãy xem. Hãy có một chút so sánh. Thí dụ, Đại sư Thần Tú đã tu học với thầy ông trên 30 năm, thông suốt mọi kinh điển. Còn lục tổ Huệ Năng không biết đọc một chữ, nhưng vừa xuất gia không bao lâu, Ngài đã được truyền y bát. Mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên và bàng hoàng. Còn Phật Thích Ca, rất nhiều kiến thức, văn võ toàn tài, có đủ vinh hoa phú quý. Vì vậy, Ngài phải tu khổ hạnh 6 năm. Không phải đạt quả vị Phật cần phải có thời gian dài như thế, hoặc cũng không phải tu khổ hạnh khiến mình thành Phật nhanh hơn, tùy theo tâm của chúng ta đơn thuần đến đâu. Chúng ta có bao nhiêu đức tin? Phật Thích Ca nói, đức tin là mẹ của tất cả các công đức. Chỉ cần có lòng tin vững mạnh, chúng ta có thể đạt bất cứ điều gì. Chúng ta nên có lòng tin mà không biết mình tin. Nếu chúng ta vẫn biết mình có lòng tin vững mạnh, đó có nghĩa là chúng ta chưa có lòng tin vững mạnh. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Vậy tốt. Chúa Giêsu nói rằng, chúng ta cầu xin Thượng Đế bất cứ gì, thì nên trọn lòng tin tưởng. Thượng Đế sẽ ban cho. Như vậy quý vị sẽ có được. Chúng ta có được bao nhiêu, tùy theo niềm tin của mình mạnh ra sao. Vì sao việc đơn giản như vậy quá khó cho chúng ta làm được? Đó là bởi vì chúng ta có quá nhiều thành kiến, không sao tẩy rửa sạch.
Hôm nay chúng ta tẩy rửa phần này, ngày hôm sau lại có thành kiến mới, và chúng ta thậm chí chưa tẩy rửa sạch của ngày hôm qua hoặc ngày hôm trước. Đầy những định kiến. Những định kiến đó từ đâu đến? Phần lớn từ kiến thức. Chúng ta học hỏi nhiều thứ và đọc nhiều sách vô ích. Chúng ta nghiên cứu nhiều kinh điển mà không thể hiểu, nhưng lại nghĩ mình hiểu. Một vài phần đơn giản và dễ hiểu hơn, và chúng ta nghĩ mình hiểu. Sau đó, chúng ta nghĩ mình đã đạt được giác ngộ. Chúng ta nghe nói về Đề Bà Đạt Đa, người phỉ báng Phật Thích Ca nhiều nhất. Chúng ta nghe nói rằng người này thường tìm cách hại Phật. Ngay cả ngày nay, chúng ta cảm thấy rất giận. Chúng ta nói tên cô y với giọng nói không kính trọng, phải không? Chúng ta cũng nghe rằng khi Phật Thích Ca còn tại thế, có 6 vị thầy ngoại đạo công kích Ngài. Khi đọc về điều này, chúng ta bắt đầu cảm thấy giận dữ. Chúng ta gọi họ những thầy ngoại đạo kia. Chúng ta nhắc đến họ là những người đó. Quý vị hiểu ý thật không? Mặt khác, chúng ta gọi Phật Thích Ca là Thế Tôn. Những người ngoại đạo phỉ báng Thế Tôn của chúng ta. Bỗng nhiên, những việc xảy ra cho Phật dường như trở thành vấn đề riêng của chúng ta. Nhưng đó là Phật Thích Ca bị phỉ báng, không liên hệ đến chúng ta. Thậm chí, Phật Thích Ca không hề lưu tâm vào lúc đó. Nhưng chúng ta nghĩ Phật Thích Ca là của chúng ta và những người ngoại đạo đó là thuộc về ma. Chúng ta bắt đầu hướng về Phật Thích Ca nhiều hơn. Chúng ta đọc về thể nghiệm nội tại của Ngài và về đệ tử của Ngài kính trọng Ngài ra sao, rồi chúng ta noi gương họ. Như vậy rất tốt. Nhưng mình quên một điều. Phật Thích Ca đã viên tịch, không còn ở đây nhận lòng tôn trọng và sự tán thán của chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta đã qua đời, cho dù chúng ta muốn hiếu thảo với họ thế nào, như vậy có còn ích lợi gì không? Dạ không. Cho dù chúng ta dâng cúng hàng khối thức ăn, họ có ăn được không? Dạ không. Dạ không. Cho dù chúng ta mua cho họ rất nhiều y phục, họ mặc được không? Dạ không. Họ không thể. Tương tự, cho dù một vị Phật nổi tiếng bao nhiêu, có nhiều lực lượng thế nào, khi Ngài đã ra đi thì mọi việc đã dứt. Ngài đến cảnh giới khác để dạy những chúng sinh khác, giảng dạy những đệ tử cũ ở đó. Bởi vì một số đệ tử chưa chứng đắc quả vị cao đẳng lắm. Ngài tiếp tục dạy dỗ các đệ tử đó. Ngài ở nơi thế giới vô hành với các đệ tử đó. Thật ra, khi đọc về những thể nghiệm nội tại họ có, chúng ta nghĩ như vậy là đủ. Chúng ta chỉ nghĩ có Phật và đệ tử của Ngài mới có thể an hưởng những thể nghiệm nội tại đó. Chúng ta bị lôi cuốn và cứ mê lạc trong kinh điển mà quên bẵng ý Ngài thật sự muốn nói, lời Ngài thật sự nói. Một đồng tu tại gia của chúng tôi vừa nói, chúng ta phải tìm được vị minh sư Phật tại thế, nhờ đó chúng ta có thể được giải thoát. Ngài nói, khi một người đặt con dao đồ tể xuống, họ sẽ lập tức thành Phật. Ý nói rằng, khi một người đồ tể đặt con dao xuống và sám hối tội lỗi, họ sẽ lập tức thành Phật. Phải vậy không? Dạ phải. Vậy tại sao người lương thiện chúng ta không được giải thoát trong một đời, hoặc không được tức khắc khai ngộ? Tôi nói sự thật. Xưa nay, tất cả minh sư đều hứa với chúng ta chuyện này. Các ngài đến đây chỉ vì mục đích này, giúp con người tức khắc khai ngộ và một đời giải thoát. Các ngài không có sứ mệnh nào khác. Chân sư là vậy, là vị thầy đạt được đạo và có thể truyền pháp cho người khác. Chúng ta gọi ngài là chân sư. Chúng ta đã lập nguyện xuất gia, chỉ có một sứ mệnh trong đời, đó là tu hành. Phải vậy không? Giá phái.
Nếu là Pháp Sư tu theo tịnh độ, chúng ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải vậy không? Dạ phải. Nếu là Pháp Sư Tây Tạng, chúng ta nên niệm Om Mani Bát Mi Hồng và lại tượng Phật vài trăm lần mỗi ngày. Nếu là Thường Sư, chúng ta tọa thiền mỗi ngày và chú tâm tham công án. Chúng ta nên sống như thế. Minh sư là minh sư bởi vì họ đạt được chân lý qua sự tu hành và có thể truyền sự khai ngộ đến người khác, cho nên họ là minh sư. Minh sư chỉ có một trách nhiệm, theo đuổi sự tu hành và giúp người khác tu hành. Ngoài trách nhiệm này, không còn sứ mệnh nào khác. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấu việc thế gian, chúng ta chỉ muốn tu hành, không phải về sao? Giá phái. Trên thế giới này, mọi người có trách nhiệm. Thí dụ giáo viên Anh văn nên dạy Anh ngữ. Một y sĩ nên chữa bệnh cho bệnh nhân. Một vị thầy tâm linh nên tìm khai ngộ, rồi truyền khai ngộ đến người khác. Nếu họ cần và yêu cầu, phải không? Làm minh sư thì nên hoàn tất nhiệm vụ này, chỉ vậy thôi. Nếu không, chúng ta không hẳn là minh sư. Ít nhất bản thân chúng ta nên tu hành, không luôn nhất định phải đi dạy chúng sinh. Để dạy một người, chúng ta cần có duyên lành với họ. Nếu có duyên với nhiều người, chúng ta có thể giúp họ, nếu không thì không cần. Ý nói như vậy, nhưng bản thân chúng ta nên tu hành và không nên xen vào chuyện thế tục. Chúng ta không nên tìm cách hại bất cứ ai vì bất cứ lý do gì, phải không? Gia phái. Đúng vậy. Điều này rất rõ ràng. Do đó, từ xưa đến nay, tất cả minh sư giáng phàm đều hứa giúp con người tức khắc khai ngộ, một đời giải thoát. Không có vị minh sư nổi tiếng nào không nói như vậy. Tất cả minh sư chúng ta biết đến ngày nay đều nói giống nhau. Ai theo ta sẽ có ánh sáng. Chúa Giêsu nói, ta là ánh sáng của thế gian. Ai theo ta không bao giờ đi trong bóng tối. Quý vị biết ý Ngài nói gì không? Ta là ánh sáng của thế gian. Bất cứ ai đi theo Ngài sẽ vĩnh viễn không còn đi trong bóng tối. Ý Ngài nói rằng quý vị có thể được tức khắc khai ngộ. Ngài cũng nói bất cứ ai tin Ngài có thể lên thiên đàng. Phật Thích Ca cũng nói giống vậy. Ngài nói cơ hội gặp được Phật vô cùng quý hiếm. Gặp Phật là công đức rất lớn, là phước báo rất lớn. Nếu quý vị gặp được Phật hoặc minh sư, quý vị nhất định sẽ được giải thoát. Điều này giống như Chúa Giêsu Kitô nói vậy. Trên thế giới này có rất nhiều pháp môn tu hành. Có những người đi lại núi, lại sông. Có người lên núi hành hương, phải không? Họ đến đó để sùng bái thờ phụng những linh địa, những nơi tôn giáo nổi tiếng. Thí dụ Bồ Đề Đạo Tràng, Jerusalem, nơi của tiên tri Muhammad, Mecca, v.v. Họ tin đây cũng là một hình thức tu hành. Thí dụ mỗi ngày sám hối hoặc bái lại cầu Phật Bồ Tát hoặc Chúa Giêsu Kitô, tụng kinh hay lại tượng Phật. Họ nghĩ tất cả những việc này là đều là tu hành. Những phương pháp gọi là tu hành này không hẳn là vô ích, chỉ là không hữu dụng lắm đối với những người khao khát được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Bởi vì những việc làm đó chỉ tạo phước báo, đi lại núi lại sông và xá lợi, cất tháp cúng dường, xây chùa, cúng dường người xuất gia, vân vân. Những điều này mang đến rất nhiều phước báo. Những phước báo như vậy có thể giúp chúng ta lên thiên đàng, vui hưởng cảnh giới hỷ lạc và có thể ở đó rất lâu. Có người lên thiên đàng sống hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn năm vì có được những phước báo lớn đó. Khi sinh về cõi thế gian này, họ còn rất xinh đẹp,
và rất dịu dàng, hiền từ. Đó là nhờ có những phước báo lớn. Ngoài ra, họ sẽ được giàu sang phú quý. Nhưng những phước báo này chỉ trói buộc chúng ta vào trong tam giới, ngăn ngừa, không cho chúng ta được giải thoát vĩnh viễn. Do đó, nếu chúng ta muốn được giải thoát, những phước báo đó không có ích dụng đối với chúng ta. Nếu chúng ta chỉ muốn được phước báo, thì những hành động đó rất hữu dụng đối với mình. Nếu muốn được giàu sang, chúng ta nên bố thí cho nhiều. Nếu muốn xinh đẹp, chúng ta nên tán thán người khác, xây cất chùa chiền, đúc tượng Phật, cúng dường người xuất gia, vân vân. Rồi chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp, giàu sang, có địa vị, quyền lực, vân vân. Chúng ta sẽ giàu có đời đời kiếp kiếp, rất hạnh phúc khi ở trên thiên đàng, không xuống địa ngục, vân vân. Nhưng nếu chúng ta muốn cầu giải thoát, những việc đó thuộc về thứ yếu. Bởi vì nếu muốn được giải thoát, chúng ta nên đi con đường khác. Ví dụ, nếu muốn đến Cao Hùng từ đây, chúng ta có thể lái xe hoặc đi xe lửa. Nhưng nếu muốn đến Hoa Kỳ, chúng ta phải dùng phi cơ hoặc đi tàu thủy. Không thể dùng xe hơi để lái vào biển. Nếu muốn lên cung trăng, chúng ta phải đi phi thuyền. Những nơi khác nhau cần các công cụ giao thông khác nhau. Chỉ thế thôi. Nếu muốn xuống địa ngục, dĩ nhiên mọi người đều biết cách đến đó. Quý vị biết cách không? Dạ biết. Tôi khỏi cần nói quý vị, phải không? Chuyện đó quá dễ. Do đó Thánh Kinh nói, con đường đưa đến sự hủy diệt thì vô cùng lớn và rộng. Có nhiều người đi trên đó. Còn con đường đưa đến tự do thì rất nhỏ hẹp và rất ít người vào. Ý nói, con đường dẫn chúng ta đến sự hủy diệt, làm hại chúng ta rất rộng lớn. Nhiều người sẽ đi trong đó. Còn con đường dẫn chúng ta đến sự giải thoát rất nhỏ hẹp và rất ít người đi. Do đó, có những người được gọi là tu hành không thích pháp môn của tôi cho lắm. Bởi vì yêu cầu phải ăn thuần chay, không sát sinh, không tà dâm, chỉ được một chồng, một vợ, rồi lại không được nói dối, làm sao buôn bán đây? Không uống rượu, thì người ta sẽ cho rằng mình không phải là đại trượng phu. Cho nên rất khó. Có nhiều người cứ trả giá với tôi. Con sẽ theo tất cả giới luật ngoại trừ uống rượu. Con không thể dứt rượu vì phải uống với khách, vì mục đích kinh doanh hay xã giao. Con phải đi uống rượu với người khác. Tôi bảo rằng quý vị không được uống rượu. Không có lý do gì cả. Không ai có thể ép buộc chúng ta phải uống rượu. Mọi người đều có quyền tự do. Chỉ có đầu óc mình nghĩ như vậy. Giả sử chúng ta thật sự có những bạn xấu như thế, ép mình uống rượu thì nên bỏ họ, phải không? Trước kia tôi cũng đã từng có một đời sống xã hội, bởi vì chồng cũ của tôi là bác sĩ, bạn hữu của chúng tôi đều là khoa học gia, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, giáo sư, vân vân. Chúng tôi thường có tiệc. Chúng tôi ăn phần của mình và họ ăn phần thức ăn của họ. Họ vẫn rất vui vẻ và thường ăn thuần chay chung với chúng tôi. Thật vậy. Chúng ta không nên theo người khác. Chúng ta có quyền độc lập của mình. Người khác sẽ khâm phục và sẽ đi theo đường mình. Trước đây tôi cũng đi làm. Tôi làm việc cho hội Hồng Thập Tự. Nơi đây có nhiều người làm chung, không phải chỉ riêng tôi trong văn phòng. Có đủ loại người. Họ biết tôi ăn thuần chay.
nên mỗi lúc có tiệc đặc biệt ăn chung với nhau, họ nấu món thuần chay cho tôi. Nếu họ không nấu, tôi cũng không yêu cầu. Tôi tự mang theo phần ăn của mình, mọi người đều biết. Tôi mang theo vài khẩu phần ăn thuần chay, vài món ăn vặt để chia sẻ với họ. Mọi người đều vui vẻ, không hề có chút vấn đề nào cả. Quý vị không thể nói rằng ăn thuần chay sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong xã hội hay việc làm. Không thể. Bởi vì tôi đã làm vậy trước đây. Quý vị không thể biện cớ, vì con thường đi đây đó, con ăn ngoài và không tiện ăn thuần chay. Tôi cũng đã từng đi đây đó khắp nơi, trên 30 quốc gia, và tôi không bao giờ ăn thịt ở bất cứ quốc gia nào. Đó là khi tôi chưa xuất gia, khi tôi vẫn còn là cô gái trẻ. Có lúc tôi đi du lịch với chồng cũ, có lúc thì đi một mình, nhưng vấn đề ăn chay không có gì trở ngại, và tôi vẫn còn sống. Nghĩa là quý vị cũng có thể làm được vậy. Tôi kể về đời sống của tôi để quý vị có thể thấy quý vị không phải đơn độc. Tôi đã từng trải qua tất cả. Tôi biết đó không phải vấn đề lớn. Vấn đề là làm sao để sắp xếp thích hợp để người ta sẽ không cảm thấy bị ép ăn thuần chay hoặc cảm thấy mình là một người kỳ lạ. Chúng ta nên cư xử bình thường, đơn giản và hòa bình về việc ăn thuần chay, xem như một lựa chọn tự nhiên. Cách đó, người ta sẽ cảm nhận được lòng can đảm, sự tự tin và bầu không khí tự nhiên. Đừng cảm thấy hổ thẹn và cố giấu sự thật là mình ăn thuần chay, hoặc nói dối người khác rằng không, hôm nay tôi không được khỏe, cho nên tôi ăn thức ăn thuần chay. Cách này dĩ nhiên người ta sẽ cảm thấy khó chịu, quý vị hiểu không? Chúng ta nên tự tin và phong độ tự nhiên. Việc ăn uống của chúng ta không liên quan đến ai cả. Miễn là chúng ta làm công việc tốt, làm người đạo đức và hoàn tất trách nhiệm, không ai phê bình gì về mình cả. Nếu họ nói gì, chúng ta chỉ mỉm cười và nói quý vị ăn thức ăn quý vị và thôi. Ăn của tôi. Phải vậy không? Dạ. Đừng nhân nhượng lựa chọn của mình vì một vài người bạn và dùng đó để viện cớ. Ta nói cho quý vị biết. Khi qua đời, không bạn nào có thể đến giúp đỡ mình. Lúc đó sẽ không ai đến. Nói giùm cho mình. Ôi, thưa Diêm Vương, xin hãy khoan dung. Bạn của tôi, người bạn này đã vì tôi mà ăn thịt uống rượu. Thay vì vậy, hãy trừng phạt tôi và giữ tôi trong địa ngục. Nếu cần, xin phóng thích cho bạn tôi. Có ai nói vậy cho mình không? Dạ không. Không. Do đó, chúng ta không nên viện cớ. Chẳng thà viện cớ để tu hành, đừng viện cớ để không ăn chay. Hôm qua có người hỏi một câu rất hay. Câu hỏi của anh ta là, khi tu tập Pháp Quán Âm, ngoài chúng ta ra, pháp môn cũng lợi ích người khác và chúng sinh vô hình không? Ta trả lời, có chứ. Không những lợi ích cho bản thân, mà còn cha mẹ và gia đình lợi ích cả năm, sáu, chín đời nữa. Rồi anh ta hỏi tiếp, có vô số chúng sinh, làm sao chúng ta có thể cứu tất cả họ? Ta nói, tự cứu mình và thân quý mình trước. Có nhiều người khác chưa muốn rời thế giới này, phải không? Cho nên hãy để họ yên. Nếu chúng ta thấy quá nhiều trẻ em sinh ra mỗi năm, và chúng ta nghĩ, với cương vị người thầy, khi nào mình mới dạy xong tất cả các em nhỏ, tôi chắc bỏ nghề bây giờ. Như vậy có hợp lý không? Dạ không. Không. Chúng ta chỉ dạy các trẻ em của thế hệ chúng ta, còn có những người khác sẽ dạy các thế hệ sau. Chúng ta không thể từ bỏ nhiệm vụ thầy giáo của mình. Chỉ vì có vô số trẻ em sinh ra đời, thế hệ này sang thế hệ khác, không hợp lý, phải không? Cho nên chúng ta chăm sóc sự tu hành của mình, rồi người khác sẽ nhận được lợi ích. Nếu ai cũng tu hành Pháp Quán Âm, tất cả sẽ được giải thoát. Rồi chúng ta không cần lo lắng rằng có quá nhiều người để độ, phải không? Nhưng chỉ vì quý vị vẫn còn đang đợi ở đây, và mọi người đợi người khác bắt đầu trước, do đó không ai tu hành. Thưa sư phụ, nếu một đệ tử tu Pháp Quán Âm chỉ để vượt tam giới sau khi qua đời, đây có phải phạm giới luật không, tham lam? Tại sao lại phạm giới? Không. Nếu mọi người tham lam kiểu này, các vị Phật sẽ vui mừng hơn nhiều. Tham là gì? Có nghĩa là ràng buộc vào thế giới này, vào danh lợi và địa vị xã hội. Đó là tham lam.
Nhưng nếu chúng ta xả bỏ, nếu muốn rời thế giới này, thì làm sao có thể tham? Có thể đó cũng là tham nhưng ở đẳng cấp cao hơn. Tốt hơn là tham lam trần thế, cho nên nếu quý vị muốn tham lam thì hãy nên tham lam vượt qua khỏi tam giới, không phải thế giới nhỏ và tầm thường này. Loại tham lam đó thì không sao. Thưa Sư Phụ, để hiểu tốt hơn và tiến bộ xa hơn khi tu hành Pháp Quán Âm, con có phải buông bỏ gia đình và nghề nghiệp để ở với Ngài? Quý vị không nên, không, không nên. Thế còn chồng hay vợ quý vị thì sao? Quý vị có thể rời xa nhà, nhưng vị hôn phối của quý vị sẽ rất giận. Cha mẹ quý vị cũng cần được chăm sóc. Nếu cha mẹ quý vị qua đời và quý vị độc thân, không có con cái, dĩ nhiên quý vị có thể, nhưng quý vị không cần. Nếu quý vị không có bất kỳ trách nhiệm nào được cha mẹ đồng ý và quý vị độc thân, không nhiều trách nhiệm, quý vị có thể ở với tôi. Bằng không, quý vị có thể làm Bồ Tát tại gia. Quý vị chăm sóc cha mẹ và hoàn tất nhiệm vụ đối với xã hội trong khi tu hành Pháp Quán Âm cùng một lúc. Bởi vì ngày nay, sẵn có băng thâu âm, băng thâu hình và sách báo, quý vị cũng có thể đi gặp tôi nếu có khả năng. Mỗi tuần, họ đến Miêu Lật, cắm lều ở đây và cùng nhau tọa thiền. Quý vị có thể làm vậy. Quý vị không cần phải ở với tôi mỗi ngày. Thưa Sư Phụ, con muốn ăn thuần chay, nhưng cha mẹ ép buộc con ăn thịt. Là con ngoan, con phải vâng lời cha mẹ, nhưng điều đó phạm giới luật không sát sinh. Trong tu hành, con phải làm sao với việc khó xử này? Đó là vấn đề. Nếu quý vị không thể giải quyết trong kiếp này, thì sẽ giống vậy vào kiếp sau. Bởi vì mỗi kiếp sẽ có cha mẹ sinh ra quý vị. Cách tốt nhất là giải quyết trong kiếp này bằng cách nói chuyện với cha mẹ bằng tình thương. Giải thích với họ từ khía cạnh khoa học rằng ăn thuần chay không hại cho sức khỏe. Bởi vì đôi khi cha mẹ lo lắng rằng ăn thuần chay không bổ dưỡng. Chúng ta có thể cho họ thấy hình ảnh của voi, ngựa và khỉ trông khỏe mạnh và có sức lực. Chỉ cho họ thấy không có vấn đề gì về việc ăn thuần chay. Đôi khi cha mẹ lo sợ rằng chúng ta muốn xuất gia, nói với họ rằng ăn thuần chay không phải để trở thành tu sĩ, nói với họ rằng quý vị vẫn muốn lập gia đình, rồi họ sẽ không lo lắng hoặc ngăn chặn quý vị. Quý vị nên thông cảm tình thương của cha mẹ. Bất cứ gì họ làm là vì lợi ích của mình. Họ không có ý định xấu. Họ lo lắng rằng thức ăn thuần chay có thể không đủ dinh dưỡng và chúng ta không biết điều đó, hoặc chúng ta muốn xuất gia và rời xa họ. Họ muốn ngăn cản quý vị chỉ vì tình thương. Do đó, xin hãy nói chuyện với cha mẹ một cách hợp lý, giải thích với họ rõ ràng, như vậy sẽ không sao. Thưa Sư Phụ, con chưa thọ tâm ấn, nhưng khi thiền, con thấy ánh sáng trắng, đỏ và vàng bên trong. Ý nghĩa của ánh sáng là gì? Xin khai ngộ cho con. Điều này tốt, như vậy tốt. Có nghĩa là quý vị có thể thấy một chút chân ngã của mình, nhưng còn rất nhiều điều quý vị vẫn chưa hiểu. Vì vậy, quý vị vẫn cần tu tập Pháp Quán Âm. Rồi từng bước một, tôi sẽ hướng dẫn quý vị theo sự tiến bộ của quý vị. Tốt cho quý vị hơn bằng cách này, bằng không thì không có minh sư, quý vị sẽ không hiểu thể nghiệm của mình. Thưa Sư Phụ, Phật Thích Ca có phân biệt không? Tại sao Phật chọn tôn giả A Nan trước các đệ tử khác? Phật Thích Ca đã viên tịch, làm sao chúng ta có thể hỏi? Ngài không thiên vị A Nan đặc biệt như vậy, Phật không chọn A Nan. Quý vị không đọc kinh Phật cẩn thận, Phật Thích Ca trước đó có thị giả khác, rồi mọi người bầu chọn A Nan. A Nan từ chối 3 lần, không hiệu quả. Rồi A Nan nhận địa vị làm thị giả cho Phật. Đó là vì những người khác nghĩ rằng A Nan có khả năng làm thị giả cho Phật. Do đó, A Nan nhận vị trí này, không phải Phật chọn A Nan. Thưa Sư Phụ, tại sao các vị Phật quên Phật tánh của các ngài khi các ngài xuống đây từ cảnh giới cao hơn? Một số quên, một số không. Ở Ấn Độ, có một phụ nữ tu hành, bà đã qua đời.
Bà rất nổi tiếng ở Ấn Độ và toàn thế giới. Bà ta hoàn toàn ý thức khi bà sinh ra đời. Bà bảo đệ tử của bà là khi bà sinh ra đời, bà không có liên hệ thân thể với mẹ của bà. Tựa như là bà chỉ bỗng nhiên xuất hiện. Chúng ta cũng đọc về Phật Thích Ca là khi Ngài sinh ra đời, Ngài nói rằng Ngài đi 7 bước. Ngài không quên địa vị huy hoàng của Ngài. Đa số Bồ Tát trông có vẻ vô minh, chỉ để chúng ta biết rằng người bình thường vô minh cũng có thể tu hành. Nếu mỗi vị Bồ Tát cho thấy địa vị của họ khi chào đời, chúng ta sẽ từ chối bản thân và nói, những người này vốn thánh thiện và vĩ đại, đạt chân lý đối với họ chỉ là chuyện đương nhiên. Nhưng khi sinh ra đời, chúng ta không biết mình là ai. Làm sao chúng ta có thể theo con đường tu hành? Thưa sư phụ, cả gia đình con là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Đây là lần đầu tiên con nghe sư phụ giảng pháp trong 40 năm qua, bởi vì con muốn được giải thoát. Làm sao con chú tâm và đạt cùng thể nghiệm mà Ngài có? Xin giúp con. Cảm ơn sư phụ. Được, không sao. Ai cũng có thể giải thoát. Dù quý vị tin Chúa Giêsu Kitô hay bất cứ tôn giáo nào, tất cả đều có thể giải thoát, không vấn đề gì cả. Linh hồn của quý vị bảo đảm được giải thoát ngay khi quý vị thọ tâm ấn. Quý vị chỉ cần tiếp tục tu hành. Tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ giải thoát nếu quý vị thọ tâm ấn. Quý vị không cần làm bất cứ gì, không phải thay đổi gì và sẽ chắc chắn được giải thoát. Hãy an tâm. Thưa sư phụ, từ khi con bắt đầu tu hành, khoảng 9 năm trước, bất cứ khi nào và ở đâu, con nghe được âm thanh, con không thể giải thích, cho dù khi người khác đang nói chuyện. Con có bị ma nhập không? Ai là người hỏi câu này? Âm thanh loại gì hoặc quý vị nghe tiếng nói gì? Có phải bằng ngôn ngữ bên ngoài thế giới này? Tùy theo trường hợp, nếu quý vị vẫn bình thường và tiếng nói không bảo quý vị làm điều xấu, thì vẫn không sao. Nhưng tốt hơn, đừng nghe tiếng nói đó. Bởi vì bất cứ tiếng nói nào, dùng ngôn ngữ đều không phải từ cảnh giới cao. Hiểu không? Thưa sư phụ, con gần 70 tuổi, con ăn thuần chay vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Con không biết Ngài có sẽ thương con. Đồng thời, con đã làm nhiều điều xấu trong quá khứ. Ngài có sẽ còn thương con. Không có ai mà tôi không thương cả. Tôi không có quyền không thương ai cả. Không ai trên thế giới này chưa từng làm điều xấu. Cho nên, những người ngồi chung quanh quý vị cũng giống như vậy. Nếu quý vị muốn thọ tâm ấn, quý vị nên có một vài thân nhân trẻ bên cạnh để giúp quý vị tu hành với nhau an toàn hơn. Quý vị đã già và chưa ăn thuần chay hoàn toàn. Có nhiều điều về Pháp Quán Âm mà người lớn tuổi hơn không thể lĩnh hội tốt được. Nhưng quý vị nên ăn thuần chay. Ăn thuần chay hoàn toàn. Thưa sư phụ, con đã theo một vị minh sư khác. Con vẫn có thể thọ tâm ấn với Ngài không? Không sao cả. Tôi không yêu cầu quý vị phải theo tôi. Quý vị có thể theo minh sư khác, nhưng học Pháp Quán Âm từ tôi. Quý vị có thể tiếp tục theo người đó và phục vụ ông. Nhưng quý vị có thể học và thầm lặng tu hành Pháp Quán Âm tại nhà. Điều này không quan trọng đối với vị thầy kia của quý vị. Thưa sư phụ, con nên làm gì nếu con thường có ác mộng sau khi thọ tâm ấn? Sau khi tu hành một thời gian, quý vị sẽ có mộng lành.
Đây là bởi vì một số người có nghiệp quả nặng, đôi khi tôi phải giải quyết nghiệp quả trong giấc mơ của họ. Nếu gặp ác mộng, đó nghĩa là chúng ta có nghiệp nặng. Tôi không muốn tai họa xảy ra trong đời thật của quý vị. Thí dụ bị phỏng hay thương tích, cho nên tôi để chúng xảy ra trong giấc mơ của quý vị, hiểu không? Bằng cách tạo chúng trong giấc mơ, nhục thể của chúng ta không bị thương tổn. Chúng ta không chết hoặc trải nghiệm tai họa. Chúng ta chỉ thể nghiệm nhân quả xấu trong mơ. Như vậy, tốt hơn là thể nghiệm nhân quả trong đời sống thật. Đây có nghĩa là chúng ta mang nghiệp nặng. Định nghiệp không thể thay đổi. Thí dụ trong đời này, chúng ta lẽ ra bị người khác làm bị thương hoặc trải nghiệm tai họa, chúng ta không thể thay đổi, nên nghiệp đó phải được đưa vào trong mơ. Để nghiệp này có thể giải quyết, sau khi tu hành Pháp Quán Âm một thời gian, quý vị sẽ có giấc mơ đẹp, và sau này quý vị sẽ không mơ gì nữa. Thưa sư phụ, có cần phải tu tập Pháp Quán Âm để trở thành Phật tử? Bởi vì con tu Pháp Địa Tạng, vậy có xung đột gì không? Quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng, quý vị cũng có thể tu hành Pháp Quán Âm. Quý vị có biết Địa Tạng kinh nói về gì không? Toàn bộ kinh đó nói về hiện tượng trong địa ngục, về đủ loại đau khổ. Kinh nói về loại nhân quả, nghiệp quả xấu nào bị kết tội đi địa ngục nào và trừng phạt thế nào. Nếu muốn tụng kinh đó, quý vị có thể, không sao. Thưa sư phụ, chúng ta có thể vươn tới đặc điểm của vĩ nhân nếu chúng ta tu hành. Được chứ. Nhưng quý vị có thể không biết đặc điểm của vĩ nhân có nghĩa là gì. Nếu quý vị là phụ nữ, muốn trở thành đàn ông, tôi e rằng quý vị sẽ thất vọng, bởi vì không phải nhục thể này thay đổi, đó là linh thể của mình thay đổi. Quý vị hiểu không? Đặc điểm của vĩ nhân không phải diện mạo đàn ông, mà là hình dáng rất đẹp, uy nghi, đáng ca ngợi và đáng tôn kính. Nhưng nếu muốn đạt được hoặc muốn thấy hình dáng này, chúng ta nên tu hành. Người thường không thể thấy được, cho dù chúng ta đã đạt được đặc điểm của vĩ nhân. Vì vậy, cho dù chúng ta trở thành Phật, một số người cần có thể nghiệm nội tại để biết chúng ta là ai. Bằng không thì không ai nhận ra quý vị. Do đó, dù quý vị có hình dáng vĩ nhân hay đại trượng phu, không quan trọng gì cho lắm. Thưa sư phụ, sao tâm ấn chúng con có bị trừng phạt? Nếu chúng con không có thời giờ để thiền, không có sự trừng phạt, chỉ là quý vị không tiến bộ và sẽ phí lực lượng của tâm ấn. Thí dụ, quý vị ghi danh với vị thầy giáo dạy anh văn để học anh văn. Thầy quý vị dạy bài học số 1, bài học số 2. Quý vị viết bài xuống và trả tiền học phí. Nhưng quý vị không luyện tập ở nhà. Như vậy có tốt gì cho quý vị? Dạ không? Cũng giống như tu hành. Thưa sư phụ, sau khi theo đuổi tu hành, chúng ta thấy mọi điều nhẹ nhàng, liệu con sẽ có ít tham vọng hơn trước không? Điều này có lợi cho xã hội không? Họ có giúp ích trong xã hội, nhưng không phải vậy. Không phải là chúng ta xem mọi điều nhẹ và đơn giản và không mưu cầu danh lợi, đó chỉ là chúng ta không bị ràng buộc nữa. Ví dụ, nếu quý vị là viên chức cao cấp, kỳ vọng của quý vị là ngày càng được thăng chức, lên chức vị cao hơn. Nhưng sau khi tạo tâm ấn, với tôi, quý vị không còn có ham muốn mạnh mẽ để được thăng chức nữa. Quý vị tọa nguyện dù mình được thăng chức hay không, nhưng không có nghĩa là quý vị từ bỏ địa vị của mình. Không phải quý vị về hưu liền lập tức và trở thành tu sĩ đi theo tôi. Tôi không chấp nhận điều đó. Quý vị nên tiếp tục với địa vị của mình, nhưng làm việc tốt hơn và không bị ràng buộc với kết quả. Chúng ta trọn lòng hoàn tất bổn phận của mình đối với quốc gia, nhưng không có mục tiêu để được thăng chức, danh vọng hoặc tiền tài. Chúng ta không có loại ràng buộc này. Chúng ta không cảm thấy sôi nổi khi được thăng chức. Nếu không được, chúng ta sẽ không cảm thấy buồn, giận. Có nghĩa là chúng ta có thể buông bỏ mọi ham muốn, không phải bỏ công việc và trách nhiệm của mình. Quý vị nên hiểu sự khác biệt.
Thưa sư phụ, nếu chúng ta đều là Phật, tại sao chúng ta xuống thế giới này? Mọi người có Phật tánh và mọi người đến từ đó. Chúng ta đến đây để gia trì thế giới. Bằng không, thế giới sẽ bị hoang phế. Rồi sẽ chỉ có đá sỏi, cỏ cây và động vật, nhưng không có người, không có đời sống con người. Chúng ta vốn đến thế giới này để gia trì. Chúng ta gia trì quá nhiều đến nỗi lực lượng của mình bị cạn kiệt. Bây giờ chúng ta nên mau mau nạp điện lại. Mau mau nạp điện rồi hoàn tất bổn phận của mình để chúng ta có thể trở về thiên đàng. Rồi đến phiên người khác xuống đây. Thưa sư phụ, cảnh giới cao nhất là gì? Làm sao tôi có thể diễn tả cảnh giới cao nhất? Nếu quý vị muốn biết, hãy theo tôi tu hành Pháp Quán Âm. Tôi cam đoan quý vị sẽ biết. Tôi không thể diễn tả cảnh giới cao nhất. Không có cảnh giới cao nhất. Quý vị càng học, cảnh giới càng cao, càng vi tế và không thể hiểu thấu. Nếu có độ cao tối đa cho quả vị Phật, thì không còn là Phật nữa. Cái gọi là cảnh giới cao nhất là điều chúng ta diễn tả bằng ngôn ngữ trần gian cho những ai hiếu kỳ về điều đó. Bằng không, họ sẽ nản lòng khi họ nghĩ đến đó là vô tận. Họ sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng càng tu hành, chúng ta càng ý thức rằng không có cảnh giới cao nhất. Do đó, tôi nói Phật không phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoàn mỹ cao nhất. Thưa sư phụ, Pháp Quán Thế Âm Tứ Thủ trong Phật giáo Tây Tạng có giống như Pháp Quán Âm của Ngài? Chúng tôi không có tai. Pháp môn chúng tôi không liên quan đến tai, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không trí. Bởi vì Phật nói rằng, trên cảnh giới cao, không có ý thức thân thể hay tư tưởng, và Pháp chúng tôi tu hành là Pháp vô tướng này, hiểu không? Pháp môn tôi dạy giống như Pháp môn của Phật Thích Ca là hoàn toàn khai mở mắt trí huệ, và giống Pháp môn của Lục Tổ Huệ Năng và là Pháp vô tướng. Đã là vô tướng, làm sao còn có tai? Không có. Nhưng quý vị sẽ đạt được điều gì đó. Vô tướng không có nghĩa trống rỗng. Không phải vậy. Đó có nghĩa là vô tướng hoặc vô hình. Không có hình thể vật chất hoặc cảnh giới của sự tưởng tượng trần gian. Thưa sư phụ, chúng ta có thể tái sinh ở tịnh độ nếu thờ phụng Phật và niệm danh hiệu Phật mỗi ngày. Có ai tái sinh ở tịnh độ bằng cách thờ phụng Phật và niệm Phật hiệu chưa? Nếu không, tôi cũng nói không. Thưa sư phụ, đây là câu hỏi thứ nhì của con. Loài người chúng ta có vô vàng ham muốn. Làm sao chúng ta có thể được giải thoát? Vậy quý vị hỏi làm cách nào có thể được giải thoát? Nếu chúng ta có ham muốn không dứt, tôi đã nói hôm qua, quý vị nên dùng lực lượng vô hạn để tẩy rửa. Ví dụ, hãy nói có cái gì đó rất dơ. Có một thùng lớn rất dơ. Bên trong đến bên ngoài, nước vòi của chúng ta quá giới hạn để rửa. Nhưng Phật lực thì vô lượng, vô biên. Do đó, chúng ta nói Phật lực vô giới hạn. Không có gì lực lượng vạn năng trong chúng ta không thể làm. Lực này có thể xóa đi bất cứ nghiệp quả xấu nào đối với chúng ta, đồng tu Quán Âm vào lúc thọ tâm ấn. Tất cả nghiệp quả xấu tạo ra từ đời đời kiếp kiếp được hoàn toàn xóa sạch. Cũng vì nghiệp quả xấu được hoàn toàn tiêu trừ, chúng ta có thể thấy Phật quang và thể nghiệm khai ngộ, có thể nghe được chân ngã, có thể nghe âm thanh thiên đàng nội tại, âm thanh không lời. Đó là âm nhạc đẹp tuyệt vời, không thể diễn tả được. Chúng ta chưa từng nghe trước đây. Sau khi nghe âm thanh đó, thân thể chúng ta rất thư thả, cảm thấy nghiệp quả xấu biến mất và thật sự rất hỷ lạc. Một trong các đồng tu mới thọ tâm ấn ở Đài Bắc nói rằng anh ta thường học công phu Thái Cực Quyền. Sau khi thọ tâm ấn, anh quá sung sướng đến nỗi anh ta đá lung tung trong khi đi bộ một mình
dọc theo lề đường. Tôi bảo anh ta đừng làm quá lộ liễu và quá mức, người khác có thể nghĩ anh ta điên. Anh ta quá sung sướng. Thưa sư phụ, sau khi qua đời, nếu đẳng cấp của chúng con vẫn còn trong tam giới, Minh Sư sẽ tiếp tục dạy dỗ chúng con. Nhưng có phải chúng con tiến bộ chậm chạp nhiều hơn ở trên đó so với nơi chúng con có nhục thể này? Đúng, Minh Sư sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị. Nhưng tiến bộ sẽ rất chậm. Một ngày tu hành ở đây bằng 30 ngày, 1, 2 hoặc 3 tháng tu hành trên đó. Câu hỏi thứ nhì, con nghe nói rằng trong khi thiền, nếu thân thể bị di chuyển, linh hồn chúng ta không thể trở lại được nữa. Thưa sư phụ, trong khi thiền Pháp Quán Âm, nếu thân thể bị di chuyển hoặc bị hủy hoại, có phải chúng ta sẽ chết? Không, không. Vị Minh Sư sẽ bên cạnh quý vị. Không sao cả. Không dễ chết như vậy. Nhục thể của chúng ta có sợi dây bạc rất sáng, nối liền với linh thể. Chúng ta chỉ chết nếu sợi dây bạc bị đứt, nếu không thì không chết. Tôi sẽ chăm sóc sợi dây bạc và không để nó bị đứt tùy tiện. Không dễ làm đứt sợi dây này như vậy, không phải như mình cắt với kéo hay dao. Không đơn giản vậy, cho nên tu hành Pháp Quán Âm là an toàn nhất bởi vì tôi ở bên quý vị 24 giờ mỗi ngày, bằng hóa thân của tôi không phải nhục thân này. Thưa sư phụ, làm sao Ngài có thể chắc là bất cứ gì Ngài đạt được là lực lượng của chân lý, mà không phải chỉ là thần thông? Hôm qua quý vị hỏi tôi nếu tu hành Pháp Quán Âm có thể chữa bệnh cận thị. Tôi nói không. Tôi nói rằng tôi có thể cứu Phật nhãn và chỉ để quý vị thấy tất cả cảnh giới tâm linh. Đừng lo lắng về mắt trần. Nước nhiệm màu ở lo đờ chỉ có thể cứu chữa mắt trần, chứ không thể cứu chữa mắt tâm linh. Pháp môn của tôi cứu chữa mắt tâm linh. Và có thể mắt trần của quý vị cũng được chữa trị. Mắt của một số người đã được chữa trị, nhưng tôi không cam đoan bởi vì tôi không dùng thần thông để trị bệnh. Quý vị có lợi ích bao nhiêu còn tùy quý vị tu hành bao nhiêu và thành tâm bao nhiêu, rồi nhục thể của quý vị cũng sẽ được lợi ích. Nhưng đây không phải là thần thông. Thần thông là khác. Quý vị có thể biết ngay. Thần thông là về chữa lành bệnh, nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của người khác, hô phong hoán vũ, xuất đi và thu về thân thể Atula, đọc tư tưởng của người khác, thần giao cách cảm, vân vân. Đó là thần thông. Tôi không làm những thứ đó. Quý vị đều biết, phải không? Dạ đúng. Thưa sư phụ, kinh điển nói nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn, thì có thể đi lên Tây Phương Cực Lạc khi qua đời. Tại sao có quá nhiều người tu hành đã xuất gia qua nhiều kiếp mà vẫn không lên được Tây Phương Cực Lạc cho tới kiếp này? Đó là vì họ vẫn còn trong cảnh giới Đông Phương. Chúng ta đều hiểu lầm kinh điển. Tôi đã nói về điều này nhiều lần. Có trong sách của tôi đã giải thích kinh A-di-đà chưa? Có phải trong quyển 1 bí quyết tức khắc khai ngộ? Có trong quyển 1, quý vị có thể mang quyển 1 về mà đọc. Tôi có thể giải thích trong chương ý nghĩa của Hoa Khai Kiến Phật. Thưa sư phụ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là Phật tử. Tại sao không có minh sư nào dạy về Pháp Địa Tạng? Thưa sư phụ, Ngài có thể dạy Pháp Địa Tạng giùm Địa Tạng Vương Bồ Tát? Được, tôi có thể. Những gì tôi dạy cũng là Pháp Địa Tạng, là giải thoát con người và để họ tránh khỏi đi địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy Pháp của Ngài để cứu chúng sinh ra khỏi địa ngục, cứu người không phải đi địa ngục và chịu khổ ở đó. Tôi cũng dạy Pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau khi tu hành một thời gian đủ lâu, quý vị sẽ biết tôi là ai và tôi làm việc cho ai. Không tiện để nói về điều này bây giờ, và dù sao quý vị cũng sẽ không tin. Hãy tự mình tu hành, hãy thử và biết tôi là ai. Sư phụ tôn kính, con là cảnh sát. Các đồng nghiệp của con nhận hối lộ, nên con không có chọn lựa ngoài việc cũng nhận hối lộ. Con không thể thay đổi khuynh hướng hối lộ này. Con xin hỏi nếu ngài trong trường hợp của con, ngài sẽ làm sao? Mọi người khác nhận phong bì đỏ, nên anh ta cũng nhận. Dạ, đây cũng là tình huống khó khăn. Quý vị không thể nói rằng
Quý vị không nhận hối lộ. Con không nhận hối lộ, không phải con hỏi câu này. Được rồi, tôi chưa từng là nữ cảnh sát, nhưng tôi thông cảm quý vị vô cùng. Anh này không phải là cảnh sát, nên cũng không thể trả lời anh được. Ai hỏi câu này, quý vị không muốn người ta biết quý vị là ai. Điều đó tôi thông cảm, nhưng tôi chỉ có thể nói về trường hợp của tôi. Tôi không nhận cúng dường bởi vì tôi làm việc cho Phật Bồ Tát. Tôi không làm việc cho một tổ chức nào. Giống như quý vị làm việc cho chính phủ, cho người dân, không phải cho giám đốc hay người giám thị nào. Cho nên quý vị có thể bảo họ, tôi không muốn nhận hối lộ. Quý vị chỉ nói như vậy. Nếu quý vị chịu không nổi, thì có thể đổi việc làm, tìm việc khác. Thưa sư phụ, xin giúp mọi chúng sinh và giải thích lần nữa vô vị kỷ có nghĩa là gì và đậm nhất với vũ trụ có nghĩa là gì. Trạng thái vô vị kỷ, thí dụ cách đơn giản nhất để hiểu trạng thái này là như vậy. Là một người, quý vị không cảm thấy hiện hữu. Bất cứ gì mình làm, quý vị không nghĩ mình là người làm mà là Phật làm. Nếu có ai khen quý vị không cảm thấy được khen. Nếu có ai phỉ báng quý vị không cảm thấy bị phỉ báng. Quý vị ở trong trạng thái tĩnh lặng, nhưng nhẹ nhàng mỗi ngày, với hỷ lạc nội tại. Quý vị có thể có phản ứng tình cảm khi giao tiếp với người ngoài, nhưng quý vị ở trong trạng thái vững vàng với sự an bình nội tại. Dường như là có hai người trong mình khi quý vị chỉ là một người. Quý vị ăn nhưng quý vị không ăn. Quý vị ngủ, nhưng không phải quý vị ngủ. Quý vị có liên hệ với ai đó, nhưng không phải quý vị là người có liên hệ. Đó là cách đơn giản nhất để giải thích. Còn khó hơn nữa nếu tôi giải thích với nhiều chi tiết hơn. Sau khi tu hành Pháp Quán Âm, cuối cùng quý vị đạt được đẳng cấp này. Rồi khi người khác hỏi quý vị cũng sẽ trả lời giống như tôi. Thưa sư phụ, Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, chân tướng của vô tướng, pháp môn vi diệu bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Này ta trao cho Mahakajip, thưa sư phụ, sự khác biệt giữa chánh pháp nhãn tạng và pháp môn quán âm là gì? Xin khai sáng cho chúng con. Không khác biệt chánh pháp nhãn tạng có nghĩa là chúng ta có một mắt đặc biệt, đó là kho tạng. Một khi được khai mở, chúng ta đạt được chân lý. Chúng ta có thể hiểu chân lý của toàn vũ trụ. Khi mắt này được mở, chúng ta có thể hiểu nhiều cảnh giới của vũ trụ. Chúng ta có thể hiểu nhiều điều không giải thích được khi chúng ta thường tự hỏi hay hỏi người khác. Mắt này có thể hiểu nhiều điều. Do đó, chữ mắt thật sự không đúng danh từ để diễn tả. Nhưng nếu chúng ta không gọi là mắt, thì cũng không đúng. Bởi vì nó có thể thấy rất nhiều thứ. Có một tấm màn ở đây, giống như màn che cửa sổ. Nếu có thể mở màn cửa, chúng ta có thể đi vào một loại cảnh giới khác. Một cảnh giới rất rõ ràng. Rõ ràng như là tôi thấy quý vị ở đây. Rõ như quý vị thấy tôi, bình thường như vậy, nhưng người bên cạnh quý vị không thể trông thấy. Chúng ta có thể đi lại, viếng thăm cảnh giới đó. Có những cảnh giới cao và thấp hơn. Hôm nay chúng ta có thể đi đến cảnh giới thấp hơn, hôm sau chúng ta đi đến cảnh giới cao hơn. Ngày mốt chúng ta đi lên cao hơn nữa. Ngày sau ngày mốt cao hơn một chút, chúng ta lên cao và cao hơn đạt được Phật quốc, nơi của giải thoát tối hậu. Cảnh giới cao nhất, do đó chúng ta gọi là chánh pháp nhãn tạng, nhưng không thật sự là mắt. Chúng ta cũng có thể gọi là kho tàng trí huệ, kho tàng kim cương hoặc kho tàng tối thượng. Dù chúng ta gọi nó là gì, thật sự giống như con mắt. Nếu nhắm lên mắt trần, chúng ta có thể thấy với mắt này và có thể thấy thậm chí rõ ràng hơn. Giống như thấy bằng đôi mắt trần vậy, chỉ là chúng ta thấy một nơi tuyệt đẹp khác.
Chúng ta nhận thức một loại trí huệ khác, khác biệt với kiến thức trần gian không thể tưởng tượng được. Chúng ta nói không tưởng và không thể diễn tả. Do đó, từ thời xưa, có rất nhiều người tu hành, nhưng chúng ta không biết rằng họ đã đạt được gì. Nếu có hỏi họ, họ đều sẽ lắc đầu. Cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới A-di-đà Phật còn có thể diễn tả. Một số cảnh giới khác không thể tả được. Đó là chánh pháp nhãn tạng. Khi tu hành pháp này, chúng ta sẽ đạt được những điều đó. Có nghĩa là chúng ta có thể di chuyển lên cảnh giới khác. Có một số nơi quý vị đã từng sống ở đó, quý vị không bao giờ cần phải trở lại đây. Cần dùng trí huệ để hiểu được điều đó. Sau khi thọ tâm ấn, nếu gia đình của con không hiểu pháp Quán Âm và chống lại sự tu hành của con, thì con có từ bi không? Nếu để họ trải qua đau khổ như vậy, đồng thời để tránh đau khổ cho họ, con có nên đợi đến khi họ hiểu pháp Quán Âm để con thọ tâm ấn? Nếu họ không thể hiểu pháp này chút nào thì sao? Quý vị sẽ đợi bao lâu nữa? Đó là tùy quý vị, xem quý vị có thấy quan trọng hay không để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tùy theo sự giải thoát vĩnh viễn quan trọng thế nào đối với quý vị. Nếu với quý vị rất quan trọng, quý vị sẽ tìm ra cách, quý vị sẽ cầu Phật Bồ Tát bên trong giúp đỡ, để quý vị có tài hùng biện, để giúp gia đình quý vị hiểu điều này, đồng thời ban cho quý vị rất nhiều kiên nhẫn. Điều này không dễ. Đôi khi, chúng ta có quá nhiều trở ngại, quá nhiều thử thách, nhưng chúng ta nên cố gắng vượt qua trở ngại này, ngược lại không ai khác sẽ làm cho mình. Bởi vì khi trở lại đây kiếp tới, chúng ta lại có lần nữa cha mẹ, vợ chồng, bạn hữu trói buộc mình. Chúng ta nên giải thích rõ ràng cho họ trong kiếp này. Nhưng tôi không hiểu hoàn toàn tại sao gia đình quý vị cảm thấy quá đau khổ. Tu hành pháp Quán Âm có làm khổ ai không? Dạ không, không có. Quý vị vẫn giữ công việc như cũ. Quý vị vẫn chăm sóc cha mẹ, vợ chồng và con cái y như trước. Tại sao họ thấy đau khổ? Tôi không hiểu lắm. Nếu quý vị đi trộm cắp, đánh bạc hay uống rượu, rồi đánh đập vợ con, gia đình quý vị có thể thấy tủi hổ và đau khổ. Nhưng quý vị là người tu hành đạo đức, không trộm cắp, không nói dối, tà dâm hoặc sát sinh. Gia đình quý vị sẽ phải hiểu và ủng hộ quý vị, phải vậy không? Dạ phải. Điều này không phải là điều một gia đình nên làm. Một gia đình thật sự sẽ không như vậy. Thưa sư phụ, con có hai con, một cháu được 2 tuổi, cháu kia 3 tuổi. Chúng con rất hy vọng là hai cháu có duyên để gia nhập tăng đoàn của sư phụ. Nhưng trước khi cơ hội chín mùi, chúng con làm sao để giáo dục hai con? Đợi sau này đã. Các bé còn quá nhỏ. Thưa sư phụ, anh ta có những ý nghĩ khác mà anh không viết xuống. Ý anh muốn hỏi, có nên cho các em đi học giáo dục trần gian không hữu ích lắm cho sự tu hành của hai em. Sau này khi các em gia nhập tăng đoàn của sư phụ, các em phải từ từ được tẩy rửa những thành kiến. Tôi hiểu. Cho nên anh ta bây giờ hỏi rằng làm sao các trẻ nhỏ bắt đầu gia nhập tăng đoàn của sư phụ mà không gây trở ngại cho sư phụ. A Di Đà Phật, tôi vô cùng cảm động khi nghe điều đó. Rất ít người nghĩ cách này. Đa số chúng ta không thể buông bỏ con cái của mình hoặc không quan tâm tới tương lai của các em. Tôi thật sự rất xúc động. Nhưng chúng ta sống trong quốc gia này cũng nên tôn trọng luật lệ quốc gia. Khi con cái của chúng ta còn ở tuổi học hành, phải cho các em đi học. Chúng ta nên để các em đi đến trường và cũng nên dành thời giờ dạy các em ở nhà để các em nghe thêm các giáo lý của tôi. Mỗi tuần chúng ta có thể đến với nhau, hoặc quý vị có thể mang các em đến nghe tôi giảng pháp cho đại chúng. Các em có thể đến trường để học kiến thức trần gian trong khi học hỏi khía cạnh đạo đức cùng một lúc. Như vậy cũng được, không sao, vẫn được cân bằng. Bởi vì quốc gia chúng ta không có hệ thống khác. Thưa sư phụ, trước khi tâm ấn, anh ta tham gia vào một giao kèo tài chính, có tòa án thì thật chữ ký. Bây giờ, thời gian đó đã qua,
Anh ta đòi tiền trả từ người tham dự khác, nhưng người này không trả cho anh ta. Anh thắc mắc nên làm gì? Anh ta có nên để yên cho người kia hay là có nên kiện người đó ra tòa? Nếu thư kiện, anh ta có tạo nhân quả xấu không? Anh ta không sở hữu toàn bộ bất động sản. Anh cộng tác với người khác. Bây giờ người cộng tác đòi lấy lại bất động sản đó. Được, vậy thì họ cũng nên theo luật lệ, bởi vì tiền bạc không phải tất cả của mình, còn tùy vào người cộng tác muốn làm, rồi quý vị có thể theo quyết định của họ. Nếu người cộng tác không bận tâm và không muốn lấy tiền lại thì quên đi. Nếu họ muốn kiện thì quý vị để họ kiện, bởi vì quý vị không có chọn lựa khác. Chúng ta cũng không nên để người dối gạt tạo ra nhân quả xấu. Hãy xem người cộng tác của mình muốn gì, quý vị theo họ, để họ dẫn đầu, bởi vì tiền không thuộc vào của họ hoàn toàn. Đây là tài sản chung. Quý vị có thể không dự định kiện nửa phần tiền của mình. Nếu quý vị giàu có, không sao cả. Nhưng nếu người cộng tác muốn thư kiện, quý vị nên hợp tác, hiểu không? Thưa sư phụ, có thể nào được giải thoát nếu chúng ta tu hành tại gia? Chắc chắn, không phải chỉ là có thể. Rất nhiều đệ tử tại gia của chúng tôi đã được giải thoát, phải không? Dạ, đúng. Anh ta cũng hỏi, sư phụ có nhất thiết là tu hành cả về thể chất lẫn tinh thần để được giải thoát? Làm sao chúng ta có thể có bước tiến lớn và tu hành nếu thân thể không được khỏe mạnh? Thân thể không mạnh khỏe? Anh ta có bệnh gì? Tôi nghĩ không quan trọng. Quý vị có thể vận thiền nếu nằm xuống. Quý vị không phải luôn ngồi xếp bằng. Quý vị có thể ngồi trong ghế, chỉ cần ngồi 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Tôi tin là không sao cả, việc này không liên hệ gì với thân thể. Đây là tu hành tâm linh, không phải là tu hành thân thể. Thưa sư phụ, những đồng tu Quán Âm đi đâu? Sau khi họ rời thế giới này, họ cũng có thể đi Tây Phương Cực Lạc hoặc vượt khỏi lục đạo luân hồi không? Xin khai thị, cảm ơn Ngài. Họ sẽ chắc chắn vượt khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng họ đi thiên đàng nào? Còn tùy vào họ muốn đi đâu và họ đã tu hành bao nhiêu trong kiếp này. Giả sử quý vị đã đạt được Tây Phương Cực Lạc trong kiếp này, dĩ nhiên thì có thể đi Tây Phương Cực Lạc khi quý vị qua đời. Nếu quý vị không đạt được, tôi sẽ để quý vị ở cảnh giới khác. Tùy theo đẳng cấp tâm linh quý vị đã đạt được, rồi tôi sẽ tiếp tục dạy quý vị và đưa quý vị lên Tây Phương Cực Lạc, sớm hay muộn. Thưa sư phụ, nếu con muốn buông bỏ những gì con có trước đây, nhưng con không thể bỏ được, thì con phải làm sao? Vậy thì đừng bỏ. Tại sao bỏ? Nếu quý vị có, cứ việc dùng. Có phải ý anh ta nói về sở hữu vật chất? Anh ấy không nói rõ. Được rồi, nếu quý vị đã có thứ gì đó thì hãy dùng. Không phải quý vị nên vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là đừng ràng buộc vào vật chất. Nếu có tiền, quý vị có thể dùng. Nếu có y phục tốt, quý vị có thể tiếp tục mặc. Vứt bỏ cũng lãng phí. Chỉ là đừng ràng buộc. Ý tôi nói, trong trường hợp ngày nào đó tài sản bị trộm cắp, quý vị không cần khóc quá nhiều. Nếu quý vị có thì hãy mặc, nếu không có thì để yên vậy. Thưa sư phụ tôn kính và thương mến, con đã có chồng và con cái, con có thể xuất gia hoặc tu hành được không? Làm sao con tu hành? Quý vị không cần phải xuất gia. A Di Đà Phật. Nếu quý vị xuất gia, con quý vị sẽ khóc rất nhiều. Chúng ta cũng có thể tu hành tại gia. Nhiều đồng tu chúng tôi cũng có gia đình, họ có con cái và chồng vợ. Họ tiếp tục sống cuộc đời như vậy, chỉ là họ dành 2-3 tiếng mỗi ngày để tọa thiền, dậy sớm một chút vào buổi sáng và đi ngủ trễ một chút vào buổi tối. Cách này quý vị sẽ có 2 tiếng rồi. Khi con cái ngủ hoặc khi quý vị làm việc xong thì có thể ngồi nữa, rồi quý vị có nửa tiếng khác, chỉ như vậy. Chúng ta không cần phải thay đổi hoàn cảnh mà chỉ cần thay đổi bên trong. Người xuất gia là những người không có trách nhiệm gia đình. Số mệnh của họ là người xuất gia. Không phải mọi người có số mệnh xuất gia. Không cần xuất gia.
Bởi vì vừa rồi có người hỏi tôi, nếu mọi người xuất gia, sẽ không có ai sinh con cái trong gia đình. Cho nên tôi nói quý vị không nên xuất gia, mà nên tiếp tục nối dõi tông đường. Điểm thiết yếu là tu hành Pháp Quán Âm 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu quý vị xuất gia, ai sẽ chăm sóc cho con cái của quý vị? Phật Thích Ca thì khác, Ngài là Thái tử. Sau khi Ngài rời gia đình, có nhiều người chăm sóc cho con của Ngài. Đa số chúng ta nếu rời gia đình, không ai có thể chăm sóc con mình. Nếu không thể chăm sóc con cái mình, quý vị có thể chăm sóc ai khi xuất gia? Đừng trốn chạy, hãy ở lại và tiếp tục tu hành. Anh ta nói sư phụ yêu cầu đồng tu đừng nhận cúng dường. Điều đó có bao gồm cha mẹ, con cái hoặc anh chị em không? Không. Đó chỉ là việc nhà quý vị, không sao. Quý vị đã sống chung với nhau. Vậy tại sao bây giờ lại tạo sự phân biệt? Nhưng đối với tôi lẽ ra không nhận bất cứ cúng dường của ai, rồi dùng vào việc cá nhân. Là một minh sư, tôi không lấy từ người khác, bởi vì tôi dạy họ. Hiểu ý tôi không? Tôi chỉ nên cho, không lấy, thế thôi. Ý tôi nói, chúng ta không nên ước muốn tài sản người khác, chúng ta không nên nói bóng nói gió để người khác cho. Đó là tham lam. Chúng ta nên ngừng điều đó, đừng ham muốn tài sản của người khác. Đó là điều tôi dạy quý vị. Nếu chúng ta nhận cúng dường của người khác, nhưng chúng ta không liên hệ gì với họ và không làm điều gì cho họ, việc đó không đúng, ý tôi là như vậy. Nhưng nếu với họ hàng nhà mình, chúng ta luôn cho và nhận, điều đó không tính là cúng dường, hiểu không? Dạ hiểu. Thưa sư phụ, tại sao một số người cảm thấy chóng mặt khi đọc Kinh Kim Cang? Có phải vì nhân quả không? Không, bởi vì họ tụng quá nhanh và đặt quá nhiều nỗ lực. Kinh Kim Cang không dễ hiểu. Người ta không hiểu khi họ đọc kinh, nhưng họ tiếp tục cố gắng nặng óc. Do đó, họ bị chóng mặt. Nếu họ học Pháp Môn Quán Âm từ thôi, họ sẽ hiểu Kinh Kim Cang dễ dàng. Họ sẽ không bị chóng mặt nữa, hiểu không? Đơn giản. Thưa sư phụ, ý kiến của Ngài ra sao về tông phái mới tên là Linh Tiên Chân Phật Tông do Pháp Sư Lư Thắng Ngạn sáng lập? Tên đó nghĩa là gì? Linh có nghĩa là linh hồn. Tiên có nghĩa là tiên nhân. Chân Phật Tông có nghĩa là tông phái của ông là Phật học chân chánh nhất. Đó là như vậy. Ông có cả tâm linh và tiên nhân, và cũng có Phật. Ông có mọi thứ, vậy tôi chúc mừng ông. Nếu ông rất vui như vậy, thì tôi chúc mừng ông. Ý kiến của tôi là con người có thể làm bất cứ gì họ muốn làm, miễn là họ vui sướng. Tôi nghĩ ông không dạy điều gì xấu, phải vậy không? Ông cũng dạy con người nên làm việc tốt, phải không? Miễn là quý vị cảm thấy được lợi ích khi học với ông, miễn là quý vị phát triển lòng từ bi, lực lượng, trí huệ và tự tại, thì có thể học từ ông, đừng chỉ trích ông. Nếu quý vị cảm thấy ông không hợp, thì đừng học với ông. Không cần nói điều gì. Chúng ta đều có tự do để làm bất cứ gì mình muốn. Một số người muốn học võ công, một số người muốn học thái cực, một số người khác chơi đánh golf. Đó là ý chí tự do của họ. Các tu sĩ có thể xóa nghiệp quả xấu cho người khác? Không. Không phải tu sĩ nào cũng có thể xóa nghiệp quả xấu cho người khác. Họ nên tu hành trước tiên. Có nhiều loại tu sĩ. Phật Thích Ca có đề cập trong kinh điển. Quý vị muốn nghe không? Dạ muốn. Có nhiều loại tu sĩ. Hai loại đó là tu sĩ thường và tu sĩ Bồ Tát. Tu sĩ thường có nghĩa là họ chỉ cạo đầu, mặc áo cà sa và lập nguyện. Họ thắp nhang thờ cúng mỗi ngày, lao chùi tượng Phật và quét sàn nhà. Tu sĩ Bồ Tát là những người đã đạt khai ngộ. Các tu sĩ đạt khai ngộ có thể xóa nghiệp quả cho người ta, nhưng cũng còn tùy. Họ có thể xóa nghiệp quả xấu cho người ta chỉ khi người ta muốn. Thí dụ, quý vị học từ tu sĩ khai ngộ, vị đó truyền tâm ấn cho quý vị và cả hai cộng tác vào lúc đó. Một người sẵn sàng lấy đi nghiệp quả xấu,
người kia sẵn sàng cho nghiệp quả xấu. Cả hai phải cộng tác, bằng không sẽ không hiệu quả. Sư phụ tôn kính, Ngài thường trích dẫn những câu trong Thánh Kinh, vậy Ngài cũng đọc Thánh Kinh. Ý kiến của Ngài ra sao về Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo? Giống nhau. Chỉ là người không khai ngộ sẽ thấy khác nhau. Sau khi khai ngộ, họ sẽ biết những gì ta nói là đúng. Nếu họ muốn thật sự hiểu điều đó, họ cũng nên học Pháp Quán Âm với tôi. Rồi họ sẽ hiểu. Cả hai ngài kể cùng một điều, tu hành cùng một pháp và đạt được đại khái cùng đẳng cấp. Sư phụ tôn kính, một người có đúng không là nhất quyết theo minh sư và gia nhập tăng đoàn, bất kể sự chống đối của cha mẹ và bạn hữu. Quý vị phải trước tiên nói chuyện với cha mẹ và bạn hữu của mình. Tốt hơn là nói chuyện rõ với cha mẹ của quý vị. Đừng làm họ đau lòng quá nhiều. Đây không phải điều tôi có thể quyết định cho quý vị. Quý vị nên quyết định dựa vào hoàn cảnh của mình. Nếu không thể, quý vị cũng có thể tu hành tại gia. Đừng tạo rắc rối cho bản thân. Sư phụ tôn kính, ý lực và lực gia trì là gì? Đây là những danh từ trong kinh điển. Quý vị đọc quá nhiều kinh điển, dĩ nhiên quý vị dễ bị hoang mang. Ý lực là điều Phật Bồ Tát đề cập đến. Thí dụ, một người tu hành trước khi trở thành minh sư hoặc đạt được đẳng cấp cao nhất, họ lập đại nguyện. Họ sẽ nói rằng, nếu họ thành Phật, họ sẽ cứu người này người kia. Họ tiếp tục suy nghĩ cách này. Họ tu hành mỗi ngày và không buông bỏ được hy vọng này. Thí dụ, họ lập nguyện trước tiên cứu cha mẹ của họ, rồi vợ họ, và rồi con cái của họ. Kế tiếp, họ muốn cứu cả làng họ ở, cũng là nơi có nhiều trại nuôi gà. Thí dụ vậy, họ nghĩ về điều đó suốt ngày. Điều này tự nó trở thành lực lượng. Sau đó, họ khai ngộ. Điều trên sẽ thành sự thật bởi vì ý chí kiên trì đã trở thành lực lượng tạo dựng, giống như xây tháp. Họ xây một chút mỗi ngày. Đây gọi là ý lực. Bởi vì anh ta nhất quyết làm điều này, và anh ta chỉ nghĩ đến như vậy. Mong ước biến thành lực, có thể cho anh hoàn thành những gì anh ao ước. Đây gọi là ý lực. Lực gia trì là khi người tu hành khai ngộ, có công đức vô lượng, thì khi Ngài nhìn bất cứ ai, người đó sẽ nhận được công đức vô lượng. Bất cứ ai được Ngài tiếp xúc, bảo đảm được giải thoát. Bất cứ ai được Ngài truyền tâm ấn sẽ chắc chắn được khai ngộ. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Bất cứ gì Ngài tiếp xúc sẽ có từ trường của Ngài. Đó là chúng ta gọi là lực gia trì. Giống như cây nến đã được thắp cháy. Vì vậy, bất cứ gì chạm vào, lửa đó cũng sẽ thắp sáng. Nếu nến đốt vào một cây nến khác, cây này sẽ được thắp sáng ngay. Tất cả đều sáng, hiểu không? Dạ hiểu. Tốt. Chúc ngủ ngon.